Rồi nó vàng thơm như vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ cho cá vào nè. Mình chiên như vậy nè, là miếng sả của mình nó không có bị khét á. Mình sẽ trở đều như vậy nè, cho sả nó bám vào miếng cá của mình. Đó, các bạn thấy cái màu của nó rất là đẹp, thơm dữ lắm. Hôm nay mình sẽ làm món cá hú chiên sả ớt nè các bạn. Mình đây là có được mấy miếng cá hú nè, mình đã lóc xương bỏ hết rồi. Mình lấy cái phần lưng với bụng của nó đó, còn cái đầu với cái đuôi mình không có lấy. Mình lấy cái này nè, mình chiên ăn nó sẽ ngon hơn nha. Giờ mình sẽ ướp cho nó. Cá này thì mình không có ướp đường, mình chỉ ướp bột ngọt thôi. Ướp chút xíu bột ngọt. Rồi mình ướp đây là muối ớt nè mấy bạn, muối ớt của mình á, mình có sẵn nè. Ướp muối ớt này nè, chiên miếng cá nó sẽ thơm, nó ngon hơn nè. Rồi mình ướp vào một chút xíu nước mắm nữa nè, ớt thôi không có nhiều. Đó. Trộn đều lên, trộn đều lên cho nó thấm. Còn đây là sả băm nè mấy bạn, sả băm mình đã băm sẵn rồi nè. Giờ mình ướp vào đây ít thôi, lượng ít thôi, không có nhiều, nhiều quá lát nữa mình chiên nó bị khét sả. Ướp một chút xíu cho nó thấm thơm thôi. Giờ mình để đây cho nó ngấm nha. Giờ mình băm sả ớt nha mấy bạn. Cái thớt khi mình băm á, mình để cái nồi lao nó ở dưới này nè. Rồi mình đẩy tấm thớt này lên nè, cho nó có cái độ gập ghềnh vậy nè mấy bạn. Mình băm á, sả nó không có văng đi nha, nó gom lại một chỗ mình dễ băm. Bạn nào có cối xay, thải vô xay cũng lẹ lắm. Mình thì không có mấy cái dụng cụ đó. Mình băm như vậy nè, sả nó không có văng, nó chỉ gom tròn là cho mình dễ băm á. Đó, các bạn thấy mình băm cái thớt đó, nó cà tưng vậy đó. Nó không có rớt cái sả ra ngoài, nó chỉ nằm gọn lại. Giờ mình bắt cái chảo lên mình chiên cá nè mấy bạn, mình chờ cho cái chảo vừa nóng tới mình bỏ dầu ăn vào. Cá hú nó là loại cá da trơn, nó khi mình chiên nó dễ nổ da lắm. Mình cho vào đây một miếng muối nha, có muối nó giảm đi cái độ mà bún dầu á. Mình giảm lửa vừa, không có chờ cho dầu nóng quá, dầu nóng quá nó sẽ văng dữ lắm. Dầu vừa tới thôi mình sẽ bỏ cá vào. Đó, mình sợ nó văng nữa đó mấy bạn. Mình chuẩn bị như vậy nè là nó sẽ tốt cho mình hơn nha. Đó, nó sẽ không bị bún dầu nè. Lấy chiếc đũa mình kê ở dưới á, mình chiên trước hai miếng đi, tại cái chảo hơi nhỏ rồi, chiên hai miếng, lát nữa chiên hai miếng nữa là đủ.
Nè mấy bạn thấy cái nắp nồi nè, mấy bạn nó bị đọng nước nè, nhưng mà nó không có vô chảo được. Mình nghiêng cái nắp nồi. Đó, bây giờ mình sẽ chảo nó qua. Chảo qua mặt bên kia. Mình chiên cho nó thiệt là vàng luôn, vàng lại riêu riêu thôi, cho nó chín thấm vô bên trong của con cá đó, nó sẽ thơm ngon hơn. Nè mấy bạn thấy mình chiên nè, cái miếng cá nè, cái da nó rất là vàng giòn luôn á mấy bạn. Giờ mình tiếp tục chiên thêm chút nữa nha, cho thiệt là giòn luôn. Giờ mình trở qua cái mặt da mình chiên thêm một lần nữa nha mấy bạn. Trong lúc mình chiên cá là mình chiên lửa nhỏ thôi nha mấy bạn, để nó khét. Còn khi nào mà cá nó đã vàng rồi á, mình chuẩn bị mình gấp ra là mình cho lửa hơi lớn chút xíu để cho cái lượng dầu ở trong cá nó tống ra ngoài hết nha, nó không có bị ngấm dầu. Hiện giờ là mình đang dặn lửa lớn lên nè. Các bạn thấy nó sôi dầu rất nhiều phải không? Và đồng thời mình sẽ gấp ra luôn. Mình giảm lửa nhỏ lại. Tiếp tục mình chiên hai miếng còn lại. Mình đẩy nắp lại á mấy bạn, sợ nó văng dầu á. Mình trở bài cá qua lại. Chiên cho nó vàng luôn. Rồi bây giờ cá nó đã chín rồi nè, mình tiếp tục dặn lửa lớn luôn, dặn lửa lớn phân nửa vậy đó, cho nó sôi mạnh một cái mình vớt cá ra để nó không có còn lượng dầu ở trong cá. Tắt bếp luôn. Đây nè, mấy bạn thấy cá mình chiên nè, nó rất là vàng luôn nè, thấy không? Ngon. Tiếp theo mình bắt một cái chảo khác lên. Mình cho dầu ăn lúc nãy mình chiên cá vào đó, chiên cá vào. Xả nó rút dầu vô lắm, mình cho dầu nhiều một chút. Mình cho vào đây 3 muỗng dầu. Mình giảm lửa nhỏ xuống. Để cho cái sả nó có cái màu đẹp á, mình cho vào đây 1 muỗng đường. Muỗng này chắc bằng muỗng cà phê, muỗng mũ. Giờ mình chờ cho đường nó tan ra hết. Giờ đường của mình nó đã tan ra rồi nè mấy bạn. Nếu mà mấy bạn không có để đường á thì mấy bạn nên để sả trước, rồi để tỏi với hành tím băm vào sau. Còn này mình để đường trước, thì bây giờ mình cho tỏi với hành tím vào trước, tại vì có đường nó không có khét tỏi với hành. Rồi tỏi hành nó đã vàng thơm rồi, mình cho hết cái phần xả băm vào luôn.
rất là thơm luôn. Mình phi cho nó vàng thơm luôn nha mấy bạn. Rồi nó vàng thơm như vậy là được rồi nè. Rồi mình sẽ cho cá vào nè. Mình chiên như vậy nè, làm miếng sả của mình nó không có bị khét á. Mình sẽ trở đều như vậy nè, cho sả nó bám vào miếng cá của mình. Đó, các bạn thấy cái màu của nó rất là đẹp, thơm dữ lắm. Món này nè, các bạn có thể làm bằng cá lóc này kia đâu cũng được, cá biển đâu cũng được. Mình dặn lửa nhỏ thôi, để cho nó thấm từ từ vô con cá nè, tại nó còn cái lượng dầu thơm của sả nè. Mở lửa vừa vừa thôi, lớn quá nó khét sả. Như vậy là được rồi đó mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa nha. Rồi nè mấy bạn ơi, đó mình đã sắp ra dĩa và mình trang trí luôn rồi nè mấy bạn ơi. Cái này mình ăn với cơm nóng nè, với cà chua, rồi dưa leo nữa. Cái này mình chấm nước tương nha mấy bạn, chấm nước tương cay á. Các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp phải không? Rồi vậy là video đây đã hết rồi nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Thì thấy hay nhớ bấm nút đăng ký để nhận được những video mới nhất của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha.